bà con một cái sản phẩm đó là dừa điêu khắc chữ 3D. Chào bà con. Hôm nay em xin giới thiệu đến bà con về một cái sản phẩm rất là đẹp và có ý nghĩa, dùng để trang trí trong mâm ngũ quả để cho bà con trưng trong dịp Tết Nguyên Đán. Như bà con biết á, cứ vào mỗi dịp Tết đến xuân về thì mỗi gia đình đều trang trí cho mình một cái mâm ngũ quả trên bàn thờ. Nó thể hiện cái lòng báo hiếu với tổ tiên, cũng như thể hiện được cái ước mơ mong muốn những cái điều tốt lành đối với gia đình. Một cái mâm ngũ quả thì chúng ta sẽ chọn các cái loại trái cây nó mang cái ý nghĩa sâu sắc. Nó sẽ có các cái loại trái cây chính mà nó thể hiện trong cái mâm ngũ quả, nó không thể thiếu được. Thì thứ nhất đó là có thể kể đến, đó là trái mãng cầu. Thứ hai là chúng ta sẽ chọn đó là trái dừa. Thứ ba là trái đu đủ. Và thứ tư thì chúng ta sẽ kết hợp được các cái loại trái cây khác để nó mang ý nghĩa khác nhau, như là trái sung, hoặc là trái quýt, hoặc là trái chuối sữa. Thì chúng ta có thể kết hợp lại thành là cầu dừa đủ sung, hoặc là cầu dừa đủ xài. Thì nó rất là nhiều thứ để chúng ta kết hợp lại. Nói chung là các loại trái cây nó mang ý nghĩa rất là sâu xa. Thì đó là ngày xưa. Ngày xưa thì chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta chọn các cái loại trái cây để trang trí trên cái mâm ngũ quả. Thì ngày nay thì với cái công nghệ 4.0 nó sẽ tiên tiến hơn, thì cũng là một cái những cái loại trái cây đấy, nhưng mà sẽ được điêu khắc các cái loại chữ 3D, nó mang ý nghĩa như là tấn tài, tấn lộc, phúc lộc thọ, vạn sự như ý, lên các loại trái cây như là bưởi, đu đủ, xoài và đây là dừa. Thì bên em sẽ giới thiệu đến bà con một cái sản phẩm, đó là dừa điêu khắc chữ 3D. Thì cái sản phẩm này là do các cái người dân địa phương ở bên em thực hiện. Thì để thực hiện được ra được một cái sản phẩm dừa điêu khắc như thế này á, là tốn rất là nhiều thời gian, nhất là đối với cái dạng dừa hồ lô thì cần phải tạo hình trước 4 tháng để nó ra được cái hình hài như trái hồ lô. Khi mà ra được hình hài như trái hồ lô thì sẽ được hái xuống và điêu khắc chữ sơn để tạo một cái màu sắc tươi đẹp cho trái dừa. Thì hiện tại bên em có hai sản phẩm, thứ nhất là dừa hồ lô, thứ hai là dừa tròn. Thì tất cả đều được điêu khắc các cái loại chữ như là phúc lộc thọ, tấn tài, tấn lộc, phát tài, vạn sự như ý. Thì theo như yêu cầu của bà con thôi, nếu bà con yêu cầu thì chữ nào thì sẽ được khắc theo cái chữ đấy. Thì thường thì sẽ chúng ta sẽ trưng theo một cặp, nó mang ý nghĩa một cặp như là tấn tài, tấn lộc, phát tài, hoặc là phúc lộc thọ, vạn sự như ý. Thì nếu bà con nào mà có nhu cầu đặt hàng á, thì cứ liên hệ trên số phone hoặc Zalo của bên em. Thì hình thức đặt hàng thì sẽ giao hàng qua cái bưu điện, thì giao hàng thì sẽ thu tiền. Còn về cái thời gian mà sử dụng của cái trái dừa này á, thì chúng ta sẽ trưng được hết tháng giêng. Và sau tháng giêng thì chúng ta cứ bổ ra và lấy nước uống. Nói chung là cũng rất là ngọt, dừa xiêm nên ngọt lắm. Thì với cái những cái trái dừa mà điêu khắc chữ và được trang trí màu á, thì nó rất là, khi mà trưng lên cái mâm ngũ quả thì rất là đẹp, và nó mang nhiều cái ý nghĩa rất là tốt cho gia chủ.
Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào bà con.